xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Gentiki và lắng nghe Trung Quần chia sẻ. Vâng, thưa quý anh chị và các bạn, trong chủ đề tin học ngày hôm nay thì Trung tiếp tục chia sẻ với cái nội dung thứ hai trong học viện YouTube về vấn đề tìm hiểu cái học viện cái YouTube Analytics để cho chúng ta nắm được cái công cụ này, quản lý tốt cái kênh của chúng ta để xem kênh của chúng ta hoạt động như thế nào. Và video trước thì Trung đã chia sẻ cái nội dung là kênh của tôi đang hoạt động như thế nào. Và video này thì Trung tiếp tục chia sẻ sang cái chủ đề thứ hai, đó chính là ai đang xem kênh của bạn. Đó, để cho chúng ta nắm được cái công cụ này, quản lý kênh tốt hơn. Và mời quý anh chị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Thưa anh chị và các bạn thân mến, hiểu khán giả và hành vi của họ có thể giúp bạn điều chỉnh video sao cho phù hợp và xây dựng lượng khán giả gồm những người hâm mộ nội dung của bạn. Đầu tiên, chúng ta đang tiếp cận ai? Bạn có thể xem các đặc điểm khác nhau về người xem video của bạn theo độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý trong báo cáo nhân khẩu học. Mỗi loại phân tích có thể giúp bạn đưa ra quyết định quảng cáo và tiếp thị. Vâng, thì thưa quý anh chị và các bạn, là trong cái phần mà quản lý nhân khẩu học ấy, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái bảng như thế này để chúng ta biết rằng là cái độ tuổi từ 13 đến 17 này, và 18 cho đến 24, 25 đến 34 và cao hơn thế nữa, để cho chúng ta biết rằng là cái mức độ là độ tuổi nào sẽ là cao nhất, quan tâm cao nhất tới chủ đề của các bạn, và là nam hay là nữ. Đó, màu xanh dương này thì là màu của con trai, và màu xanh lá cây này thì của con gái. Đó thì nó phân biệt cho chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ rất dễ biết là kênh của chúng ta là số lượng nữ đang quan tâm đến chủ đề của chúng ta nhiều hơn là nam, và độ tuổi bao nhiêu, đúng không ạ? Rất tốt cho chúng ta trong quá trình quản lý hệ thống kênh của chúng ta. Và thứ hai thì chúng ta sẽ xem là người xem của chúng ta đang xem gì. Đối với báo cáo thời gian xem thì cho biết bạn sẽ khán giả của bạn sẽ thích xem video nào của họ, và họ dành bao nhiêu thời gian để xem video của bạn. Bạn có thể biết được thời gian xem, lượt xem và lượng thời gian xem cho từng video hàng đầu của bạn. Bạn cũng có thể biết hiệu quả hoạt động của các loại video khác nhau bằng cách nhóm video vào cùng một chủ đề, phong cách thời lượng với nhau rồi so sánh hiệu quả hoạt động của chúng. Nếu một số loại video nhất định thường nhận được nhiều lượt xem, bạn có thể cân nhắc xem mình có thể tạo chuỗi video như vậy hay không. Thì ở đây thì cái bảng này thì các bạn thấy là nó hiển thị như thế này, thì chúng ta có thể theo dõi được cái các làn sóng, ví dụ như là ở mức độ bao nhiêu, ví dụ như ở đây là đang ở mức độ là 1 triệu, đúng không? Đấy, đây là 750.000 lượt xem. Đó, để cho chúng ta là biết được là cái mức độ bao nhiêu. Thì sử dụng phiên bản nhiều đường thì của báo cáo thời gian xem có thể có cái nhìn tổng quan về video hàng đầu của bạn. Mỗi đường màu biểu thị một video khác nhau và được liệt kê ở cuối. Trong ví dụ này thì video 105 làm đẹp lão hóa là video phổ biến nhất. Đó. Đấy, tạo nhóm để so sánh video. Bạn có thể tạo nhóm video tương tự với nhau và so sánh hiệu quả hoạt động của từng nhóm. Tiếp theo thì chúng ta xem cái khán giả của chúng ta có phù hợp với chúng ta không, với chủ đề kênh của chúng ta không. Người sáng tạo phát triển qua thời gian. Khi bạn xây dựng khán giả và tạo nhiều video nhất quán hơn, bạn nên đánh giá lại xem mình có đang tiếp cận với khán giả mục tiêu thực sự truyền cảm hứng cho bạn hay không. Bạn có thể thay đổi phương hướng sáng tạo, bạn có thể thử nghiệm điều gì đó mới mẻ và sau đó xem liệu khán giả thích hợp có tiếp tục xem hay không. Bạn có thể thấy một vài người xem bỏ xem, nhưng nếu những người xem này không phải là đối tượng nhân khẩu học lý tưởng của bạn thì có thể đó không phải là vấn đề. Hãy cân nhắc tập trung vào nội dung mà đối tượng nhân khẩu học mới của bạn thích và thử tạo nhiều nội dung đó hơn. Vì người đăng ký đã được chứng minh là xem nhiều video gấp đôi người không đăng ký, cho nên có thể bạn cũng muốn xem nội dung người đăng ký thích và xem khi so sánh với những người không đăng ký. Từ đó bạn có thể cân nhắc các cách thu hút người xem trở thành người hâm mộ lâu dài. Thì theo như cái chia sẻ này thì các bạn thấy đấy, nếu như có những người người ta không thích xem kênh của bạn, nhưng thuộc cái tuýp người là không thích, tức là thuộc cái nhóm mà không xem nhiều của kênh của chúng ta, và cái chủ đề mà lại không nhiều lượt xem kênh của chúng ta, thì chúng ta không lo bằng cái đối tượng mà chúng ta cần phải tập trung, đó là những cái khán giả đây, những khán giả mà xem của chúng ta nhiều. Đây, cái phần nhân khẩu học, ví dụ như là cái bài viết của chúng ta nó thuộc cái chủ đề mà thuộc cái lĩnh vực mà ít người quan tâm, ít người xem, thì cái lượt người xem ấy thì chúng ta không quan trọng vào bằng cái việc chúng ta tập trung vào phát triển. Mà ví dụ như cái chủ đề gì mà nữ giới người ta quan tâm nhất đây, đấy, nó cao nhất mà, thì chúng ta tập trung và làm nhiều chủ đề, nhiều video về cái chủ đề đó, thì chúng ta phục vụ cái đối tượng đang quan tâm nhất kênh của chúng ta, thì chúng ta sẽ phát triển được kênh rất nhanh. Đó là cái bí quyết mà sau khi các bạn nắm được cái công cụ YouTube Analytics này, thì các bạn sẽ tìm hiểu khám phá được kênh của các bạn. Và tiếp theo thì người xem sẽ tìm thấy chúng ta bằng cách nào?
Nguồn lưu lượng truy cập và vị trí phát là hai báo cáo chủ chốt có thể giúp bạn biết người xem tìm thấy bạn Internet bằng cách nào và tài nguyên nào trong số các tài nguyên sau đây nhận được thời gian xem nhất. Bạn có thể xem lưu lượng truy cập từ các trang web bên ngoài như mạng truyền thông xã hội, các trang web nhúng còn video của bạn trên YouTube. Ví dụ như là qua tìm kiếm, đề xuất hoặc trang chủ nội dung của họ tìm kiếm để tìm video của bạn hoặc thiết bị vị trí phát lại dùng để xem video của bạn trên YouTube. Những hành động mà bạn có thể thực hiện: thứ nhất là xem từ khóa nào hiển thị trong báo cáo tìm kiếm trên YouTube. Nếu các từ khóa quan trọng bị thiếu, hãy thêm chúng vào siêu dữ liệu của bạn. Sử dụng báo cáo video đề xuất để xem video nào từ các kênh khác đang hướng người xem đến với video của bạn. Đây có thể là cơ hội cộng tác không? Hầu hết mọi người sử dụng kênh của bạn làm điểm bắt đầu để tìm video, nhưng sau đó sẽ xem video trên trang xem. Dự kiến bạn sẽ chỉ lấy riêng lượt xem của đoạn giới thiệu kênh trên trang kênh thực tế. Có rất nhiều cách, nhưng có 3 cái cách. Là thứ nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm, tức là SEO kiểu dạng như SEO top. Và thứ hai là SEO đề xuất. Và thứ ba là chúng ta sẽ tìm theo cái trang xem, tức là cái trang chủ của chúng ta và cái trang giới thiệu kênh của chúng ta. Tức là người ta biết cái tên kênh của chúng ta, người ta vào trực tiếp thì người ta sẽ chúng ta sẽ tăng cái lượt view thông qua 3 cái hệ thống lớn. Thì các bạn là lắng nghe cái chia sẻ của em Chun thế thì quý anh chị và các bạn trả lời giúp em Chun một số những câu hỏi sau, và chúng ta sẽ thấy được cái tầm quan trọng của cái việc là tại sao tăng số người đăng ký lại quan trọng như vậy. Và đây cũng chính là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta cần phải xem, đó là người đăng ký sẽ dễ dàng tìm thấy video của bạn hơn khi họ tìm kiếm Google. Và câu trả lời thứ hai đó là người đăng ký sẽ nói về video của bạn với bạn bè của họ. Thứ ba là người đăng ký được giới thiệu xem nhiều video hơn so với người không đăng ký. Và thứ tư là trên thực tế thì việc thu hút sự quan tâm của người chưa đăng ký sẽ quan trọng hơn. Trong cái bài ngày hôm nay chỉ có 2 câu hỏi thôi, thì câu hỏi thứ hai Chun hỏi luôn quý anh chị và các bạn để chúng ta cùng trả lời nhé. Thành phần nào sau đây không phải là nguồn lưu lượng truy cập hoặc vị trí phát lại? Nhất là trang xem của YouTube, thứ hai là video được đề xuất trên YouTube và trình phát được đúng trên trang web bên ngoài, và thứ ba là phần trong kênh. Thế thì chúng ta sẽ trả lời một câu rất là đơn giản, đó là câu cuối cùng đúng không ạ? Đó là thành phần nào không phải là nguồn lưu lượng truy cập và vị trí phát lại, để chúng ta tích vào cái câu trả lời là phần trong kênh. Bởi vì trong kênh thì làm sao mà có thể là tăng được cái lượng người truy cập được đúng không ạ, và vị trí. Thì chúng ta quay lại câu trả lời thứ nhất, thì tại sao số người đăng ký của bạn là quan trọng? Thì người đăng ký sẽ dễ dàng tìm thấy video của bạn hơn khi họ tìm kiếm Google. Người đăng ký sẽ nói gì về video của bạn với bạn bè? Người đăng ký sẽ được giới thiệu xem nhiều video hơn so với người không đăng ký. Trên thực tế thì việc thu hút sự quan tâm của người cho đăng ký sẽ quan trọng hơn. Thế thì chúng ta phải chọn là tại sao người đăng ký lại quan trọng? Vì người đăng ký được giới thiệu xem nhiều video hơn người đăng ký, đúng không ạ? Đây là câu trả lời chính xác. Đó. Thì thông qua cái việc đọc cho quý anh chị và các bạn thì Chun cũng trả lời rất là chính xác các nội dung này. Và thứ nhất là trang bị cho bản thân, và thứ hai Chun muốn rằng thông qua những cái video này sẽ góp phần nào đấy cung cấp những cái kiến thức quý báu này cho quý anh chị. Bởi vì chúng ta có không phải lúc nào có thời gian để chúng ta mở ra chúng ta xem, và chỉ cần anh chị mang điện thoại đi bất cứ nơi đâu cũng có thể xem cái video của Chun, và chỉ cần tìm cái từ khóa kiến thức làm YouTube là anh chị sẽ có một cái list danh sách rất là nhiều, hoặc là vào trang gatiki.com thì anh chị sẽ thấy là các cái video mà Chun làm ấy thì sẽ rất là bổ ích cho quý anh chị và các bạn để trang bị thêm cái kiến thức thông qua học viện YouTube. Đó, thì anh chị và các bạn cứ kiếm từ khóa kiến thức làm YouTube thôi, và tất cả cái video mà Chun làm nó hiển thị hết ở trên trang nhất này, thì hy vọng là sẽ giúp ích được cho quý anh chị và các bạn, và cũng rất mong quý anh chị và các bạn ủng hộ cho em Chun Quân. Và xin chúc cả nhà sẽ luôn mạnh khỏe, chiến tốt với YouTube. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Để theo dõi tất cả các video bổ ích của gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com, đánh từ khóa gatiki và nhấp vào nút đăng ký, hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.